Theo Bloomberg, ngân sách đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 yêu cầu thêm hàng tỷ đô la Mỹ để tăng cường hoạt động quân sự tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khoản chi trên bao gồm khả năng phòng thủ tên lửa và củng cố các nền kinh tế khu vực như một phần của nỗ lực nhằm tạo thế cân bằng hơn với Trung Quốc trong khu vực. Nhà Trắng đang đề xuất 9,1 tỷ đô la Mỹ cho các khoản đầu tư của Lầu Năm Góc vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như một phần của sáng kiến răn đe Thái Bình Dương, tăng từ yêu cầu 6,1 tỷ đô la Mỹ cho năm hiện tại. Quốc hội đã phân bổ 11,5 tỷ đô la Mỹ cho năm 2023, cho thấy sáng kiến này có thể nhận được nhiều hơn yêu cầu. Một cách riêng biệt, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tuần này đã nêu rõ trong một báo cáo được Quốc hội ủy quyền về các hạng mục chi tiêu của Lầu Năm Góc khi họ muốn tăng ngân sách. Báo cáo liệt kê đề nghị 15,3 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 9 tỷ đô la Mỹ được đề xuất vào năm ngoái. Bộ chỉ huy muốn tăng cường kho vũ khí của mình bằng thủy lôi dưới nước có biệt danh Hammerhead và Whitgift, cũng như tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ mặt đất. Đề xuất cũng bao gồm hàng tỷ đô la Mỹ cho hệ thống phòng thủ tên lửa ở Guam và Hawaii, cũng như các hệ thống cảnh báo tên lửa bao quát hơn. Đề xuất cho 4 năm tới có tổng giá trị 86,8 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với đề xuất 4 năm của năm ngoái là 67 tỷ đô la Mỹ. Như một động thái song song nhằm củng cố liên minh Mỹ, Anh, Úc ở khu vực này, Mỹ cũng cam kết bán cho Úc một số tàu ngầm lớp Virginia với thỏa thuận chính thức dự kiến công bố trong cuộc gặp với các thủ tướng Úc và Anh tại thành phố San Diego vào ngày 13 tháng 3. Ngoài ra, theo RT, việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Biden đề nghị cũng đòi hỏi thêm 37,7 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách, trong khi một số tiền không xác định sẽ được chi cho việc đóng tàu và đầu tư vào các công nghệ chính. Tổng chi tiêu cho quốc phòng được đề nghị lên tới 842 tỷ đô la Mỹ, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận. Đây là một kỷ lục mới, tăng 26 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái và gần 100 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm kiếm 2 tỷ đô la Mỹ để củng cố các nền kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thêm 2 tỷ đô la Mỹ nữa để chuyển đổi các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược trong khu vực.